anh em mình sẽ đi lên thác nước Đà Lạt anh em, lên trên gần luôn. Ô quá đẹp ha. Anh em nhớ bấm nút đăng ký nha anh em. Mình sẽ quay những cảnh rất đẹp, đi những nơi mà Đà Lạt có nhiều phong cảnh đẹp quá. Đồ, mấy em lên tới đỉnh luôn nè anh em. Cây đẹp ghê không? Anh em thác nước trên chạy nè. Nãy là mình quay dưới, giờ mình lên trên nè. Quá đẹp anh em. Đấy mình quên lên, để mình lên công viên lạc cho anh em coi nha. Dưới đây có bán cà phê. Cảnh vật đây quá hữu tình. Đẹp quá ha. Xuyên kinh thi tinh thế gì. Đồ này ai bắt cả bắt tờ giống như tổng quá. Mình đi vòng hát cho anh em coi nha anh em. Đây dưới chân núi mát quá ha. Dưới chân núi thác Cam Ly Đà Lạt đi đây hồi không biết cơ ngoại có gì không. Thôi mình quay lại đi anh em ơi. Để mất thời gian của anh em, mình sẽ tạm ngừng clip đây, thì mình sẽ kiếm cảnh đẹp mình quay tiếp theo anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký cập nhật clip tiếp theo anh em.